Xin chào cả nhà. Thì hôm nay em cũng sẽ làm một cái video, mình cũng chia sẻ cho cả nhà mình là cái cách mình chăn nuôi con heo rừng cả nhà. Mình nuôi heo rừng sinh sản để mình tiết kiệm cái chi phí nhất, tăng cái lợi nhuận mình lên cao nhất có thể cả nhà, bằng một cái hình thức là mình nuôi những con heo rừng sinh sản kết hợp với lại mình cho ăn bằng những cái thức ăn có sẵn trong gia đình mình cả nhà. Cụ thể ở đây là những rau củ quả mình trồng cả nhà, kết hợp với mình chăn thỏ nhà vườn như thế này. Thì cái đầu tiên đấy cả nhà, để nuôi được một con heo rừng cho nó có một hướng phát triển rất là bền vững, giúp cho mình có được một cái kinh tế khá giả, thì cái đầu tiên là mình phải có con giống cả nhà. Thì như với bản thân em cũng chia sẻ với cả nhà, việc đầu tiên mình khi bắt tay vào chăn nuôi heo rừng đó cả nhà, đó chính là mình mua con giống. Và cụ thể ở đây là mình mua 4 con heo, tổng là 5 con cả nhà, trong đó có 4 con heo cái và 1 con heo đực. Chia sẻ với cả nhà như vậy, từ 4 con heo cái 1 con heo đực đấy cả nhà, mình sẽ chăn nuôi lên sau quá trình nó lớn thì bắt đầu nó sẽ sinh sản. Cũng chia sẻ với cả nhà như vậy, khi nó sinh sản rồi đấy cả nhà, 4 con heo cái đó nó đẻ ra bao nhiêu thì mình sẽ nuôi bấy nhiêu cả nhà. Đẻ ra nhiều thì mình sẽ nuôi nhiều, đẻ ít mình sẽ nuôi ít. Như vậy là mình sẽ không có tốn tiền con giống, cũng như mình chủ động được cái nguồn giống cả nhà, giúp cho mình tiết kiệm rất là nhiều cái chi phí. Thì như cả nhà mình cũng biết, cái con giống bây giờ của một con heo ấy, cụ thể ở đây là heo rừng, một con bây giờ nằm cái giá dao động khoảng 1 triệu đồng đến 1 triệu 500 nghìn đồng một con, với cái con tầm 10 đến 12 kg. Chia sẻ với cả nhà như vậy. Thì đó chính là cái con giống, mình rất là khỏe. Và một cái thứ hai nữa cả nhà, đó chính là cái nguồn thức ăn. Bởi vì mình đã làm chủ được cái nguồn con giống rồi, bây giờ mình cũng làm chủ luôn cái nguồn thức ăn. Với cái bàn cái hình thức mình chăn thả như thế này, chia sẻ với cả nhà, như cả nhà đang thấy em là chăn thả heo rừng ngoài vườn, kết hợp với lại mình trồng rau lan, rau muống cho heo ăn cỏ, tận dụng những cái thức ăn thừa, mình mua lại những cái thức ăn thừa từ những cái quán cơm, những cái phế phẩm đồ thừa đấy mình cho nó ăn, và gần như cái chi phí chăn nuôi mình cũng rất là thấp. Chia sẻ với cả nhà như vậy, cộng với con giống mình làm chủ thì mình sẽ có một cái lợi nhuận rất là lớn cả nhà, gần như là cái chuyện mà lời lỗ là không có, chỉ có lời chứ không có lỗ cả nhà. Thì cũng chia sẻ với cả nhà như vậy, mặc dù mà cách mình nuôi là nó rất là lâu lớn, có thể một năm mình mới bán được một lứa, nhưng mà em cũng chia sẻ với cả nhà, bình quân 4 con heo mẹ một năm nó có thể trừ tất cả hao hụt, tất cả kháo hao thì mình vẫn còn tầm được 20 con. Một năm mình mới bán một lứa và một lứa chỉ có 20 con thì cái lợi nhuận nó cũng rất là cao cả nhà, trong khi cái chi phí ban đầu mình bỏ ra rất là thấp. Con giống là không tốn tiền, nguồn thức ăn thì cũng tận dụng sẵn như vậy. Cái khó của chăn nuôi heo rừng đó chính là cái đầu ra. Và em cũng chia sẻ với cả nhà, ở địa phương em bây giờ đầu ra cái heo rừng tới thì đến bây giờ là giá là 90.000 đồng một ký cả nhà, có nghĩa là 90.000 một ký hơn, nhưng đấy là cái giá bình thường. Còn đối với mình, khi mình chăn nuôi kiểu không vốn, con giống cũng không tốn tiền, thì mình thậm chí bán bằng với giá heo nhà như hiện nay là 50.000 đồng một ký, mình vẫn có lợi nhuận. Chia sẻ với cả nhà như vậy, một năm mình bán một lứa thôi cả nhà, mình vẫn có lợi nhuận, bởi vì mọi thứ mình không tốn cái gì cả, từ chi phí chăn nuôi tới chi phí thức ăn, mình chỉ có bỏ công làm lời. Đặc biệt khi mình chăn nuôi heo rừng như thế này cả nhà, là cái cách mình nuôi để kiếm thêm thu nhập. Mình còn không tốn thức ăn, mình còn không đặt nặng về vấn đề kinh tế, cứ khi nào nó lớn thì mình mới bán. Và bình quân em tính một năm em chỉ bán một lứa thôi, và cứ như thế kế tiếp nhau như vậy, hết lứa này lứa sau heo sẽ đẻ ra, cứ tiếp tục như vậy mình chăn nuôi cả nhà. Đây là một cái mô hình mà mình cảm thấy nó rất là thích hợp, cực kỳ thích hợp cả nhà. Và cái điều kiện mà để chăn nuôi được như vậy, các anh chị phải đáp ứng được 3 cái vấn đề sau. Một là các anh chị phải làm chủ được cái con giống, mình phải nuôi được những cái con heo giống mình để giống cho nó đẻ ra, và gần như là mình tự cung tự cấp con giống. Cái vấn đề thứ hai là mình phải tự cung tự cấp được cái nguồn thức ăn, mình phải trồng được rau, kiếm được cái nguồn thức ăn rẻ nhất. Chia sẻ với cả nhà là như vậy. Và một cái vấn đề thứ ba, mình có phải một cái khu chăn thỏ thích hợp. Chia sẻ với cả nhà như em đây, em rào lưới là một khu với diện tích tầm hơn 300 m². Em chia sẻ với cả nhà như vậy, mình rào lưới B40 cả nhà. Mình rào quanh như thế này, mình rào quanh như vậy là mình chăn thả heo rừng, nó có nơi để nó cho chạy nhảy, và nó chạy nhảy như thế này cũng là cách để cho nó săn chắc thịt, nó giảm cái lượng mỡ đi,
giúp cho con heo mình nó chất lượng hơn. Và cái chi phí chuồng trại cũng rất là thấp nếu mình làm cái kiểu này. Thì đây chính là ba cái yếu tố cơ bản và ba điều kiện cần để mình chăn nuôi heo rừng cho nó được cái lợi nhuận cao nhất cả nhà. Nó thích hợp cho những anh chị nào mà có điều kiện là vườn rộng. Cái thứ hai là mình không đặt nặng về cái vấn đề là thời gian, có nghĩa là mình nuôi trong thời gian nào cũng được hết. 6 tháng nó lớn cũng được, 7 tháng nó lớn cũng được, thậm chí 1 năm một lứa cũng được, miễn làm sao nó lớn mình bán có tiền là được. Có nghĩa là cái đồng tiền này như cái đồng tiền để dành vậy đó cả nhà. Mình không tốn chi phí gì nhiều nhưng mình có rất là nhiều tiền. Bình quân một con heo rừng ở bản thân em nuôi 8 tháng em bán thì một con chỉ đạt dao động từ 50 đến 60 kg thôi cả nhà. Nhưng 50 60 kg em nhân với cái giá bây giờ là em bán cũng như con heo nhà luôn cả nhà, em bán kiểu phá giá như vậy chỉ 50.000 một ký thôi thì một con heo rừng em cũng thu bình quân gần 3 triệu đồng. Mà một lứa như vậy em nuôi tầm 10 đến 15 con. Vì bởi vì trong quá trình bốn con mẹ đó cả nhà, mình nuôi kiểu chăn thỏ, mình nuôi cũng không thúc men, nó hao hụt nó hao hụt cả nhà, nhưng mà cũng không sao bởi vì mình đâu có tốn cái gì đâu cả nhà, mình không tốn thức ăn, mình cũng chẳng tốn con giống nên mình không sợ, mình vẫn có lợi nhuận rất là cao cả nhà. Thì chia sẻ với cả nhà là như vậy, đây là cái cách nuôi của mình, cách nuôi kiếm thêm tiền, kiếm rất là nhiều tiền. Mình chia sẻ cho cả nhà là như thế, đây là cách nuôi heo rừng của bản thân mình, vừa đơn giản vừa nhẹ nhàng, cực kỳ thích hợp cho những anh chị nào có vườn rộng mình cứ nuôi thả thí như vậy. Nhưng để nuôi được như vậy, muốn không có tốn chi phí thì anh chị phải trồng được nguồn thức ăn cho nó và các anh chị phải có con giống. Quan trọng là con giống, chứ nuôi như em một năm mới bán một lứa mà các anh chị bỏ tiền ra mua con giống nữa thì chắc chắn các anh chị sẽ bị lỗ. Và khi nuôi được như em ấy, thì các anh chị bán với cái giá nào các anh chị cũng lời, bán rẻ cũng lời, bán cao thì càng lời. Chia sẻ như vậy thì em đây là cái kiểu cách chăn nuôi heo rừng của em để kiếm tiền, em chia sẻ với cả nhà mình là như vậy. Em cũng xin kết thúc cái video tại đây cả nhà.